Chào cả nhà nha. Tối bữa nay anh em mình lại tính bữa nay nó làm thiền trưởng ở sau lưng này cả nhà. Chào cả nhà. Tối đêm nay anh em mình có cái chuyến là đi bắt cá đêm này cả nhà, bắt đêm trên cái con kênh này nè. Thì bữa nay có tham gia vô mình với Sơn người đang cầm máy đây nè cả nhà ơi. Đó. Bữa nay thì anh em mình đi dưới sông kiếm vài con cá để làm còn hơi có đi. Thì mình sẽ dự định làm cái món ăn gì thì cuối video sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem. Còn bây giờ mình nói trước á, thường thường thì nói trước lại không hên. Cho nên anh em mình không có nói trước gì cả nhà. Để bắt được cái con gì thì sẽ làm video cho cả nhà mình xem. Cái giò cho bác. Anh em mình nghe nghe Sơn bắt được cái giò rồi cả nhà. Đây. Đây. Con cá dầu là cái này. Thấy không? Ấy da. Đây, cá dầu bự hơn ngon lành. Cá dầu này dám ký không tin. Quá trời nó to luôn cả nhà. Cả nhà coi cái bàn tay của mình nè. Có thể sức không? Ngon lành. Con gì dưới thích? Dính rồi. Con gì thích? Từ sớm mày làm nó làm, bơi vô. Mày làm gì dưới sao? Trời ơi. Có lớp có chút mà. Nó làm thấy ghê hả? Trời ơi. Nước nó chảy còn hơn khổ. Đây, đựng con nữa cả nhà. Thấy cả nhà thấy hấp dẫn không? Trời, ngon lành cả nhà ơi. Quá đã. Ngon lành. Quá phê rồi. Như vậy là anh em mình có mồi rồi nha cả nhà. Tới. Tao thấy mà, tao thấy cái ốc nó chào ra mà. Giờ là anh em mình nó ngủ mày vô liền đó, tại mày làm gì hết hồn. Vậy là anh em mình làm mình nấu cháo phải không? Nấu cháo. Nấu cháo tính. Rồi anh em mình quyết định là làm nấu cháo rồi cả nhà. Điện về kêu em nó Quỳnh bắt cái nồi cháo lên. Vậy là chắc ăn là mình có cái nồi cháo ở đây nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thông cảm cho kênh của mình nha. Cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước và trong và ngoài nước có xem cái video của mình đi kích cá như vậy thì cũng thông cảm cho anh em mình. Thì nói ngay thì cả nhà cũng có trải qua cái có theo dõi kênh của mình thì cũng hiểu rồi. Bây giờ mình hạn chế bắt cá nhưng mà trời ơi, cá nhỏ đừng miết chứ sao đây, cá nhỏ đừng miết giật để cho cái lông tông vậy là lớn rồi đó, trưởng thành rồi đó, nhưng mà mình là đừng miết giật chết. Anh em mình cũng hạn chế lắm rồi cả nhà, nhưng mà ở dưới quê mùa khô mùa cạn này thì bắt đầu là xuống sông tìm thức ăn, xuống sông tìm thức ăn, mà xuống sông lại mình tìm thức ăn thì lại không sử dụng kích điện thì rất là khó tìm cá được cả nhà. Ôi, con gì dữ sao? Con kiếm đủ xuống này kéo kiếm ngọt không trời. Đây thải đại cưng thải đại cho anh đi. Đây. Mới ra được 3 con rồi cả nhà. Ngon lành không? À mà cá lóc kiếm thả vô luôn. Thôi. Ừ. Mặn đâu tận đâu anh. Biết rồi nhưng mà mặn cực lắm, ai mặn. Đây, cả nhà thấy không? Mà có gì dữ sao? Sơn. Dữ lắm đó nghe Sơn, cá lóc đó. Cái này là cá lóc. Đó, có chăn mới Sơn. Ngay chăn bụi lục bình. Ừ. Ngay chăn bụi lục bình. Ngay chăn bụi lục bình luôn á. Hay mà phải lấy anh. Cá lóc rồi. Thấy không? Không thấy sao? Cái đồ gì hại? Cái gì kỳ á Sơn? Cái gì kỳ á? Làm tao gì đâu mà tao phân phân theo Sơn. Cái đồ dài mà ngồi ghê. Ngồi đó dài nhưng mà sao kỳ á? Này cái sọn gỗ đàn mà. Sọn chạy. Không được bỏ luôn đây nè. Tôi giống cái đồ phì hết, ôi ra cái đồ rùa biển hết sức luôn. Cái rượu ghê lắm. Ừ, đây là cả nhà. Đây lại tiếp tục một thành quả nữa của anh em ơi. Ngon lành. Không mà cũng có con càng bự anh chích nó dễ gì, càng dễ chết. Cái này nó càng khó chết. Nặng điện. Máu nó nhẹ điện. Cá trắng bỏ đi, để đừng bóp nhiều. Bung cái cây. Cá bự rồi chạy mất tiêu rồi. Hay quá, chồm giờ không tới rồi. Tới mà nó dướng cây. Chỉ bằng á, cưng có cá dính á, cưng từ từ thôi, cưng đừng có gấp lý vậy rồi té.
nó cũng chạy nằm mé mé ra chứ đâu. Ê, tới thẳng tới chỉ chậm thôi, chỉ mẹ thôi, bấm chậm mà nó bắt tôi lớn. Toàn con nãy chòm vô thọt vô trong cái bụi sậy này kia sao? Ừ. Cưng thọt thử một cái anh coi coi. Không chích tới đây. Thôi. Không điện này thì điện này thì nóng cái xin nhê. Ừ. Đây thì con cá lau kiến. Ồ, cá lau kiến bên này còn nào nó ngắn ngủn mập ú rồi ta. Đây. Ở nhà coi. Cá lau kiến thì nó không có lợi. Cho nên nhỏ lớn gì mình khai thác cũng vẫn được nha cả nhà. Tại vì nó phá bờ lỡ dữ lắm, nó ăn đất của mình á, nó làm cho đất của mình nó xuống sông á, cho nên pháp luật của Việt Nam nó không bảo vệ cá lau kiến. Cái rùa bí ở nhà thấy không, ánh đèn chá chá quá, mập lúc đấy chứ. Còn lùi ăn không? Ừ. Ăn thử ăn hả? Nước gì mà chảy ra đó, mấy nước thằng ông luôn vậy. Ừ. Rồi ngoài nãy rồi nghiêm cấm rồi chấm vô ghét để xả nước khối vô ông nội chấm như vậy làm gì không? Đây tự đi tay vô đó có bị đồ giật cắn. Giống như cá sấu á, quá trời đã rồi, quá rồi. Những cái thịt, cái thịt của nó làm cả là đội chỉ có ngon lạnh mà. Cái ấy nó mặn á, cái thịt bát á. Chung Sài Gòn này rồi. Thôi bỏ đi mẹ. Bây giờ rồi lại thêm một chú nữa về đội của mình đó, chú nó ép con nữa, mới chạy được một con nữa nè. Nó con đó, nó con gì nghe à? Nghe cái bọng đó sao? Anh thấy con gì nằm ngay bọng kế bên đấy bọng đó sao? Đó, rồi dính rồi, còn cái lóc nữa luôn. Hay quá sao ơi. Mày vô cái nó không biết có không? Tưởng là lợi, mà vô thì cũng được có chứ. Ngon quá, ngon lành đấy con. Cái bên đây anh thấy cái gì bên đây này sao? Ghe cái gì? Đây cái nhà. Nó sơn vô mắt. Quá đã, ngon lành, hết sức phê. Hả? Ghe cái gì? Chỗ không ngon vậy cấu á. Đi mình nghe cô chú nào đó trên nhà quăng xuống một cái sọn. Thì chết chút nữa đây mình tát đầu. Mày gọi anh trước đi sơn mày quay lại đây làm chi vậy? Thì mình sẽ hy vọng thế hệ trẻ sau này có ý thức hơn cả nhà, không dục gác xuống sông, để những thế hệ sau này sẽ rất là khó sống, môi trường bị ô nhiễm. Cho nên mình nghĩ là nên cần những clip này, cả nhà mình có ai xem được clip này thì nên tuyên truyền nhân lên chia sẻ giùm mình,
để mình không muốn tất cả bà con nào đó đấy kiếm chỗ nào thu gom đốt hoặc là chôn cất, chứ đừng có để dục dưới sông nữa cả nhà. Những chai này chai nọ mà thấy sông rất là nguy hiểm. Về luôn hả sao? Hả? Về luôn hả vậy? Anh em mình về tới nhà rồi cả nhà. Thì để coi coi anh em mình thu hoạch được cái gì. Đây, một con cá giò, con cá lau kiến, hai, ba, bốn, con cá trà 3 kg rồi, năm, con cá trà 3 kg rồi, sáu, qua cá lóc bự dưới ở cho em con cá lóc thôi, sáu, đây, bảy, sáu con cá lau kiến rồi cả nhà. Con cá lóc nữa kìa anh cháu. Ừ, đây con đó nè. Con cá tiêu hồng với cá tươi nữa kìa. Sáu con cá lau kiến. Đây. Ờ, vậy mà không có mình đi tức thật chứ. Đây. Ừ. Wow, ngon lành đây cả nhà. Đây. Anh em mình đi săn được như đây nè. Cá lau kiến. Quá đã hả? Có than quá trời luôn đó, nướng cá lau kiến đi sao? Ừ. Cá lau kiến rộng đó. Cá thì em nó làm sạch rồi cả nhà. Đây. Cả nhà thấy không? Dừng lại giùm anh chút. Cá là cả nhà thấy. Đây. Còn cá mấy anh em mình sơ chế sạch rồi, chỉ có cái việc là làm xong rồi đưa chút xíu anh em mình cháy mỡ rồi cả nhà, cháy cho nó thơm. Rồi thả vô cái nồi cháo ở đây nè. Cái nồi cháo của anh em mình là chín rồi cả nhà. Cho nên tính nó đang gấp cá kìa. Nhà cá con của em nó sắp xong rồi. Ừ, con Quỳnh á, anh em mình chia ra làm món kho nữa rồi cả nhà. Của con Quỳnh nấu hấp dẫn không? Dạ. Đây, cái ngày cùng thưởng thức với anh em mình nha. Thì chảo cá bên đây, cái nồi cháo thì mình làm mình nấu. Do là mình sợ nó đặc quá, mình để ít gạo rồi cả nhà. Cho nên nó hơi lỏng chút. Nồi cháo mình nấu là ăn với rau, nhưng mà bữa nay tối phiêu quá rồi cả nhà. Nếu như mà nồi cháo hồi nãy không bị khét thì nồi cháo nó ngon hơn. Ừ, cái nồi cháo này ngon nè, nó nhừ hơn. Thì bắt mới hồi nãy khét nó khét luôn rồi. Giờ này là coi cả nhà coi mình để mình coi có mấy giờ rồi nha. À, giờ này 9:26 là 21:26 rồi cả nhà. Thôi bây giờ anh em mình mời cả nhà mình cùng ăn nha. Món cháo thì chín rồi cả nhà. Ủa, cháo quay tao mẹ mày nghĩ thì, dạ cái thì cha đỉnh rồi. Kêu cha mời cơm cháo là cha xỉn rồi. Đây mẹ nè, rồi với Hồng, Quỳnh, Tính. Nhà em ở cuối xóm Tây. Thôi mời cả nhà nha. Cha anh làm ruộng từ ngày đất quan. Mình thì ăn nước mắm, em nó có chuẩn bị chén lớn như thế này. Thần cơ ngàn cái gì cái hũ gì vậy trời, không có ly. Cả nhà mời cả nhà mình nha. Món cá cháo cá đất quan thương em chung món cháo cá nha cả nhà. Mời mình cả nhà mình nha. Anh em ăn ăn cháo cùng với gia đình mình bữa nay mình ăn à. Ăn xong rồi mình dọn cả nhà ơi. Hồi nãy đi chích ra cá đi bắt cá, hồi nãy cả nhà thì được có mấy con vậy. Đấy, nấu được hai món món cháo món cá kho.
chứ phải xưa mà cứ dạ là ở dưới quê mình đơn giản thì vậy thôi cả nhà, nó không có nhiều sự lựa chọn lắm, cho nên cả nhà mình, anh em mình có đi kích cá thì cả nhà cũng thông cảm cho anh em mình nha. Cho nên có nhiều anh em bình luận thì nghe nó cũng không vui lắm, nhưng mà mình cũng biết điều đó, cho nên sẵn cái video này mình nói với anh em, với cả nhà mình, cô chú mình, nó thông cảm cho anh em mình. Mình không có nhiều sự lựa chọn ở dưới quê này, đơn giản là vậy, cơm áo gạo tiền cả nhà ơi, cá đồ ăn thì phải tự kiếm tự làm ra, cho nên không có được đồng lương nhiều, cho nên cũng không được sự lựa chọn. Cho nên tâm sự với cả nhà mình một chút vậy, cả nhà mình thì xem video thì thấy có hay thì cho anh em mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình như cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, bye bye cả nhà. Đến đây. Bye bye. Bye cả nhà.